Ngày hôm nay thì anh chị thấy là những cái đường bay quốc tế chưa kịp mở cửa ra ha, thì chúng ta đã bắt đầu chuẩn bị đóng cửa lại, đóng nhiều. Và tuy nhiên thì cũng có một cái tin vui, nhảy đường luôn. Các bạn lát rồi, công an đồ ra chạy hết trơn. Bùi Thị Xuân, khu xóm đồ cũ, đồ gỗ này, người ta đây chuẩn bị sửa sang và đánh bóng lại các cái tủ cũ ngày xưa, cái tủ mà thời mà ông nội ông cố của mình á, của em á đó, đồ dạ. Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Em xin chúc cô bác anh chị và các bạn một buổi chiều Sài Gòn an lành, thật là nhiều sức khỏe thưa anh chị. Em hiện tại đang đứng trên con đường Hoàng Văn Thụ, ngày xưa có tên là đường Võ Tánh, phía trước là công viên Hoàng Văn Thụ, và bây giờ là 4 giờ 30 phút ngày 29 tháng 11 năm 2021. Hôm nay có mặt vị trí này, em muốn mời cô bác anh chị chúng ta lang thang một chút xíu về khu vực con đường Trường Sơn, về khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Và có thể nếu kịp thời gian chúng ta ghé một tí về con đường Bùi Thị Xuân, quận Tân Bình, ngay góc của Lăng Cha Cả thưa anh chị. Và bây giờ thì em sẽ bắt đầu lăn bánh trong một cái buổi chiều Sài Gòn nhiều mây, cũng có mưa nữa đó anh chị, cũng mới vừa mưa xong đây. Khu vực này bên phải em là một cái doanh trại của quân đội. Dòng xe đang chạy là chạy từ con đường Nguyễn Văn Trỗi đi lên đây. Ngày xưa là con đường cách mạng 1 tháng 11. Hôm nay thì em đi về khu vực này, những con đường như là Hoàng Văn Thụ, rồi Bùi Thị Xuân, Nguyễn Văn Trỗi, Hồ Biểu Chánh, Trần Hữu Trang. Hôm nay em có công chuyện đi ngang đây buổi chiều. Bây giờ 4 giờ 30 phút thì cũng là cái giờ tan ca của bà con Sài Gòn mình rồi anh chị. Em sẽ quẹo bên mé tay phải. Có cái con đường ngay chỗ này thường thường chiều tan ca là hay bị kẹt xe lắm anh chị. Đặc biệt lúc trước mà chưa có cái con đường Phạm Văn Đồng ngay chỗ ngã 6 Nguyễn Thái Sơn hôm nay đó, năm xưa là ngã ba Chú Ý đó. Lúc mà chưa có cái khu vực đó thì chú trai rất là hay bị kẹt xe cái đoạn này, tại vì nó có một đoạn đường duy nhất đi về sân bay. Bên phải em ở đây có một cái quán lẩu nướng, điểm tâm sáng, coffee. Thì ngày xưa cái con đường duy nhất đi về sân bay là cái con đường này, cho nên là thường sáng chiều kẹt xe liên miên. Đặc biệt là cái thời điểm đó là sân bay còn hoạt động liên tục, còn bây giờ thì dịch bệnh, các cái đường bay quốc tế rất là hạn chế mở cửa lại thưa anh chị. Đặc biệt ngày hôm nay nữa là chúng ta có xuất hiện thêm cái biến thể mới Omicron ha, và tốc độ lây lan nó khá là nhanh. Chưa có phân tích được cái độ nguy hiểm của nó là bao nhiêu, nhưng mà các cái nước ở phương Tây thì ngày hôm nay người ta rất cảnh giác, và một số nước đóng đường bay. Cụ thể như hôm nay thì có thêm Nhật Bản, người ta cũng ngăn chặn cái việc nhập cảnh của những cái nước mà có phát hiện con biến thể đó, ví dụ như là Nam Phi, một số nước ở châu Phi nữa anh chị đó. Ở đây thì có hai con đường. Bên tay phải là con đường Phổ Quang chạy về khu vực ngã 6 Nguyễn Thái Sơn, ngã ba Chú Ý. Còn bên trái nó là cái con đường Trường Sơn này, chúng ta đi về sân bay. Thời tiết không biết tí xíu nữa có mưa hay không. Ngày hôm nay là vắng khách du lịch ha, các cái quán ăn xung quanh sân bay thì rất là mệt mỏi luôn, cầm cự không biết có nổi hay không. Đợi xe một tí để em quẹo thưa anh chị, chứ chạy qua đường rất là khó. Rồi em đi đây, ngớt xe thì mình lo mình chạy thôi. Công viên Hoàng Văn Thụ với nhiều cây xanh. Lúc trước mới vào Sài Gòn thì đây là cái công viên em cũng thường hay đi, hoặc là trưa đi làm đi đâu ngang thì em thường hay ghé về những cái
hàng cây xanh ngát này. Bốn giờ ba mươi phút chiều, ngày hôm nay thì anh chị thấy là những cái đường bay quốc tế chưa kịp mở cửa ra ha, chúng ta đã bắt đầu chuẩn bị đóng cửa lại, đóng nhiều. Và tuy nhiên thì cũng có một cái tin vui trong cái buổi sáng ngày hôm nay đó, thì cái chuyến bay đầu tiên ở Việt Nam mà đáp xuống San Francisco ở một cái đường bay thẳng luôn anh chị, không có dừng lại bất cứ cái điểm nào, với cái quãng đường là 13.000 cây số, cũng như là hết khoảng gần 14 giờ bay. Đây là một cái chuyến bay thẳng đầu tiên của Vietnam Airlines, chúng ta hạ cánh xuống San Francisco. Sắp tới thì có thể là nếu mà kiểm soát được dịch bệnh đó thì chúng ta sẽ khai thác một tuần tới 7 ngày, tới 7 chuyến bay, một tuần 7 chuyến bay. Và có thể là nó sẽ dễ dàng thuận lợi hơn trong cái thời gian, hoặc là tiết kiệm hơn cái chi phí để cô bác anh chị đi thẳng về Sài Gòn chẳng hạn. Không có như lúc trước thì chúng ta phải quá cảnh ở những cái sân bay khác. Rồi, ở đây có con đường Huỳnh Lan Khanh, bên phải anh chị quẹo qua đường Phổ Quang lại đó, bên trái anh chị quẹo về xuống Lăng Cha Cả ha. Thì em sẽ đi thẳng cái con đường này, cái quán cà phê ngày hôm nay người ta phải xây lại đây, sửa sang lại. Con đường này là con đường Phan Đình Giót. Quán tạm ngưng hoạt động. Phan Đình Giót, quán tạm ngưng. Em cập nhật sơ những cái hàng quán khách sạn đồ ở đây. Ở đây thì rất là nhiều cái công ty mà về hàng không anh chị, Vietnam Airlines và các hãng khác. Đây có một quán, đây có một cái khu vực người ta đang sửa sang lại để buôn bán cái gì nè. Mấy chú công an. Shipper, ship hàng. Lúc trước cái khu vực này thì thôi rồi anh chị, chúng ta thấy là nó nhộn nhịp phải biết luôn ha. Bây giờ thì ta cũng có thể hình dung được là không có khách du lịch. Đường Trà Khúc, khu vực này bên phải em có rất là nhiều con đường như là Tiền Giang, Hương Giang, sông Lô, sông Đáy, sông Đà đây anh chị, cái con phố sông nước ở ngay khu vực gần sân bay này. Chủ yếu ở đây là em thấy rất là nhiều người Bắc, bởi vì lúc nãy em vừa mới thấy có một chú hút lào một cái điếu cày rất là bự, phì phèo. Đây đường sông Đáy anh chị ha. Rồi chúng ta tiếp tục đi, cái con Covid này nó ập vào một cái, ập vào thế giới chúng ta sinh sống một cái, nó đảo lộn hết. Có nhiều ngành hàng, nhiều cái hoạt động kinh doanh ảnh hưởng. Và cho tới ngày hôm nay cho dù có mở cửa được trở lại thì nó cũng chẳng có, không có vực dậy được có nhiêu cả anh chị. Ở lại đường bay là một cái vấn đề rất là cấp thiết anh chị, đối với những cái ngành du lịch ngày hôm nay. Riêng mà đối với Sài Gòn mình không, thì anh chị thấy là những cái con phố như Bùi Viện hay chợ Bến Thành, phố đi bộ, rất là nhiều cái hoạt động ảnh hưởng luôn, khách sạn, rồi hàng quán ăn, những cái ngành hàng buôn bán sống nhờ vào du lịch. Nên mở cửa lại cái ngành du lịch là một cái hoạt động rất là cấp thiết. Tất nhiên là chúng ta phải đảm bảo nó an toàn một tí, nhưng mà chúng ta cũng không thể nào gọi là sợ quá được. Sợ quá thì không làm gì được, bắt buộc phải mở. Đây, hàng quán đóng cửa im ỉm. Nhà hàng Hoa Quỳnh.
giá vé về Việt Nam ngày hôm nay thì anh chị thấy là khá là cao. Hôm qua hôm kia mới gặp một chị bạn ha, hình như đi từ bên Úc về mà cũng hết đâu 70 triệu gì đó anh chị, một chiều không anh chị, giá 60-70 triệu thì khoảng 3.000 đô. Không biết là đi từ đâu tới đâu và những cái phí dịch vụ như thế nào, nhưng mà nói chung là từ 2.000 tới 3.000, rất là ghê. Về rồi nhiều khi còn phải cách ly rồi đầy nọ đó anh chị. Về chơi có mấy ngày thăm nhà rồi chẳng hạn, cách ly hết 1 tuần 14 ngày rồi thôi nghỉ luôn, chứ mình cũng không về làm gì nữa. Khu vực này bên trái là con đường dẫn vào ga quốc tế, ga trong nước và ga quốc tế luôn, con đường dành cho xe ô tô. Còn xe máy thì sẽ chạy dưới này. Còn đi theo con đường này hoài luôn á, thì anh chị sẽ chạy về đi đường Bạch Đằng nè, chúng ta về ngã 6 huyện Thái Sơn, năm xưa là ngã 3 Chú Ý. Em xin quẹo ngược lại và cập nhật một vài cái hình ảnh ở sân bay, một vài hình ảnh bên ngoài thôi anh chị. Em thì ít ghé vào sân bay lắm. Chiều tan ca ngày hôm nay các anh Grab công nghệ xe máy cũng được chạy là lại rồi, mặc dù là ít khách và phải có những cái điều kiện mới được chạy, nhưng mà thôi thì có thêm cái thu nhập. Khách ngày hôm nay thật sự là cũng rất là ngại đi xe taxi và xe ôm anh chị, không giống như ngày xưa nữa. Bây giờ cái gì cũng dè dặt cả, chứ không phải như ngày xưa muốn đi là nhảy lên đi, bây giờ nó nhiều cái vấn đề phát sinh lắm. Có nhiều người cho tới bây giờ người ta vẫn sợ. Ồ, ở đây trang trí cái Noel rất là đẹp luôn anh chị. Đây này. Ồ. Trang trí Noel rất là đẹp. Đây nữa nè anh chị. Wow. Em đi xuống đây để cập nhật một vài cái hình ảnh Noel ở đây, người ta lên đèn ha. Trông rất là đẹp. Merry Christmas. Một vài cái hình ảnh để anh chị có cái chút không khí Noel thôi. Bây giờ chắc là em đi qua đường. Học ngược cái bùng binh đi về lại khu vực Lăng Cha Cả đó anh chị. Đi thẳng ở bên mé tay phải đây thì chúng ta sẽ đi về ngã 6 huyện Thái Sơn, ngã 3 Chú Ý năm xưa. Rồi, chỗ này là chúng ta chạy vào, chúng ta gửi xe này, đi sân bay này. Ở ngày hôm nay ở đây thì không còn nhiều anh Grab như ngày xưa nữa anh chị. Lúc trước thì rất là nhiều anh Grab luôn, đứng đậu ở đây để chờ khách. Ngày hôm nay thì cũng ít lắm, không có nhiều. Giống như
nhà em ngày hôm nay mà nói đi kêu Grab đi là hầu như ba mẹ cũng ngại lắm, không có đi. Thật sự là vậy anh chị. Sợ, cũng sợ lây bệnh. Rồi, em quẹo hướng đi ra lại đây, lối vào bãi giữ xe hai bánh đây. Cũng cập nhật sơ sơ một vài cái hình ảnh ở đây gửi đến anh chị thôi. Chứ em cũng không có vào bên trong sân bay. Chà, đón người thân ở đây cũng nhiều quá. Đậu dày đường. Đậu dày đường luôn. Công an đồ ra chạy hết trơn. Vũ gì sao ai cũng chạy hết trơn vậy. Đây một bài hình ảnh phía trước mấy anh Grab đứng một hồi là công an rượt anh chị. Công an rượt chạy. Chạy tùm lum hết. Cuộc sống vất vả. Ngày hôm nay kiếm tiền nhiều khi nó cũng khó khăn. Dịch bệnh quá, cạnh tranh cũng nhiều. Người đi xe thì ngày hôm nay người ta cũng hạn chế, người ta ngại đi. Mấy anh xe ôm mới chạy lại ngày được vài ba người khách. Đôi khi thôi vậy cũng vui. Đậu một tí thôi là công an ra. Rồi em chạy hướng này đi xuống Lăng Cha Cả thưa anh chị. Đây bên trái cũng có một vài anh Grab ngồi đợi, lang thang ở đây chờ có người ra là nổ quốc là chạy thôi. Đây đấy nè, bây giờ cũng có mấy anh đứng ở đây rồi. Còn mấy anh mà hoạt động trở lại thì mấy chú xe ôm truyền thống đó nhiều, có nhiều khi cũng mệt mỏi, cạnh tranh. Và thực tế cũng đã xảy ra rất là nhiều cái việc đáng tiếc ở khu vực trước sân bay giữa xe ôm công nghệ và xe ôm truyền thống. Cơm phở đồ ở đây chủ yếu là hương vị Bắc là nhiều thưa anh chị. Bây giờ thì em và anh chị chúng ta chạy cái hướng này, chúng ta xuống Lăng Cha Cả và ghé về con đường Bùi Thị Xuân. Bây giờ 5 giờ kém 15 giờ này thì nếu mà như những cái ngày tháng trước thì xe cộ kẹt xe rất là nhiều, đặc biệt là ở Lăng Cha Cả luôn. Hôm nay thì không biết như thế nào, từ khi mà dịch bệnh được mở cửa trở lại thì em chưa có về khu vực Lăng Cha Cả vào cái giờ cao điểm sáng và tối, sáng và chiều. Hôm nay thì nhân dịp đi ngang đây luôn anh chị, cập nhật sơ sơ cho anh chị cái tình hình ngay Lăng Cha Cả luôn ha. Trời hôm nay nhiều mây, âm u cả một ngày và cũng có mưa anh chị, nhưng mà mưa không có lớn. Hậu Giang bên phải của em chạy ra con đường Cộng Hòa với lại Trường Chinh đó anh chị. Chả cá Đế Vương đóng cửa hết ha. Bắt đầu từ ngày mai thì có thể em cập nhật những cái khu vực xóm đạo mùa Noel về rồi đến anh chị.
nếu như chúng ta không có phát sinh những cái ổ dịch mới, số ca nhiễm không có tăng cao và số ca tử vong giảm dần, thì có lẽ cuối năm nay, cuối tháng này thì chúng ta cũng đón ít nhất là cái Noel bên người thân được anh chị. Đây đường Nguyễn Văn Mại bên phải của em ha. Những con đường ở đây cũng lạ, cái khu đất của phi trường Tân Sơn Nhất ngày xưa không, bây giờ thì nhà cửa kinh doanh buôn bán rất là sầm uất anh chị. Cho chiếc xe này đi ra trước luôn. Ngân hàng Việt Á. Rồi em đi xuống Lăng Cha Cả đây anh chị. Quán lạ này, trời ơi, quán lạ, nghe cái tên cũng bộ ghê á. Ngày hôm nay các cái công ty đang xoay sở để thưởng Tết anh chị. Năm nay phải bộ rất là khó khăn, các doanh nghiệp cũng đuối lắm luôn, gồng gánh đủ thứ, chi phí tăng rất là nhiều thưa anh chị. Chi phí tăng những cái đơn hàng cũ thì mình đã ký trước khi mà dịch bệnh phát sinh rồi, giờ phải hoàn thành thôi, công nhân thì thiếu và cái chi phí thuê công nhân thì nó cũng cao lên. Bây giờ thì em nghĩ là thừa thầy thiếu thợ đó. Chắc là đúng như vậy. Rồi em đang chạy dần về Lăng Cha Cả thưa anh chị. Khu vực Lăng Cha Cả ngày hôm nay thì nó thay đổi lắm, hầu như là khác hoàn toàn so với những cái tấm ảnh ngày xưa mà em được nhìn thấy. Sau đó thì em sẽ bọc Lăng Cha Cả em chạy về Bùi Thị Xuân. Hôm nay nhất định là phải ghé về Bùi Thị Xuân Tân Bình một chút xíu để anh chị có dịp nhìn lại cái con đường thân quen. Và hôm giờ thì em cũng nhận được khoảng 2-3 cái lời nhắn gửi về Bùi Thị Xuân Tân Bình. Cho nên là hôm nay em chạy về. Cũng còn nhiều lời nhắn gửi của cô bác anh chị lắm, nhưng mà nhiều khi em cũng chưa có sắp xếp thời gian để chạy cho hết được. Cũng có nhiều công việc khác thì anh chị, có đôi khi không đi được. Cái cầu vượt đó, bắc ngang Lăng Cha Cả, bên trái là con đường Hoàng Văn Thụ đi về chợ Bà Chiểu ha. Bên phải là có con đường Cộng Hòa, Cộng Phi Long, và chạy về khu vực trại Hoàng Hoa Thám. Rồi bây giờ em bọc bùng binh. Đó, Lăng Cha Cả ngày hôm nay vắng vẻ luôn. Anh chị thấy là em chạy thanh thang luôn nè, xe cộ không nhiều nữa. Đó, hướng bên trái của em đi thẳng thì vào con đường Hoàng Văn Thụ tiếp. Đó, vào con đường Hoàng Văn Thụ đi về Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân. Còn bên tay phải của em ở đây, góc này là đường Lê Văn Sĩ ngày hôm nay. Đó, chạy về cầu Lê Văn Sĩ, cầu Trương Minh Giảng đó anh chị. Bây giờ thì em sẽ ghé về đường Bùi Thị Xuân. Mời cô bác anh chị cùng lang thang với em cái đoạn còn lại nha. Tết thì khu vực này em thấy người ta bán nhiều quà lắm, quà Tết đó, gói quà Tết đó anh chị. Con đường Bùi Thị Xuân, nhắc tới Bùi Thị Xuân đoạn này thì em nhớ có một đoạn người ta bán lan rất là nhiều. Tết thì nguyên cái dãy dọc theo cái chân cầu này người ta bán lan. Và đây là con đường Bùi Thị Xuân, còn sót lại những cái rào chắn và dây giăng
của 4 tháng Covid vừa rồi. Mà anh chị cùng lang thang với em trên con đường Bùi Thị Xuân vào một cái ngày trời âm u như thế này. Em chạy thật là chậm thôi. Ở đây thì có một chị khán giả có nhờ về cái tiệm tạp hóa gì đây nè. Để em xem thử không biết là tìm có ra hay không anh chị. Tiệm tạp hóa gì đây? Tiệm hóa Thùy Linh ở phường 3. Đây là phường 2 rồi ha. Phường 2. Phường 3 cơ. Rồi, bên trái em có ngôi trường Nguyễn Thanh Tuyền. Trường Nguyễn Thanh Tuyền. Nguyễn Thanh Tuyền này là con đường Mai Ngọc Khuê ngày năm xưa đó anh chị. Ngày hôm nay thì nó có tên là Nguyễn Thanh Tuyền. Rồi em mời anh chị chạy hết con đường Bùi Thị Xuân. Ở ngay cái góc Bùi Thị Xuân phía trước này là có con đường Nguyễn Trọng Tuyển thưa anh chị. Thì ở đây là một cái cơ sở thâu mua ve chai anh chị ha. Xe lúc nào cũng đậu để chở đi. Đây con đường Nguyễn Trọng Tuyển đây là Nguyễn Minh Chiếu ngày xưa. Với cái góc này thì anh chị thấy là có bụng binh nho nhỏ này. Nó đi thẳng qua bên kia là xóm Mai Ngọc Khuê cũ. Bên trái em ở đây thì có con đường Nguyễn Thị Thu Minh. Đó, chạy về chợ Phạm Văn Hai đó anh chị. Ngô Thị Thu Minh chứ, em xin lỗi. Ngô Thị Thu Minh. Rồi, em quẹo về đường Bùi Thị Xuân. Đây là con đường Trương Minh Ký. Ngày nay là Lê Văn Sĩ. Và con đường Bùi Thị Xuân đoạn này thì ngày hôm nay người ta là một cái phố quán ốc nha. Tối rất là nhiều quán ốc. Đấy, đầu đường có cơm tấm bí bo, gà sướng mỡ. Chà, cơm tấm rất là ngon đó anh chị. Sài Gòn, đây ốc 50 nè. Các quán ốc ngày hôm nay mở lại rồi. Cá đuối nướng rồi. Tôm mực quá trời. Còn con đường Bùi Thị Xuân này ở đây thì nó có một cái xóm thâu mua đồ cũ nè. Đồ gỗ đó anh chị. Về đánh việc ni lại cho mới rồi bán. Có những cái đồ mà nó cũ ngày xưa đó anh chị có thể thấy. Cái tủ thờ đó, những cái tủ cũ ngày xưa. Chắc ở đây có gạt băng rê. Ngày xưa nhà em có cái gạt băng rê. Nếu mà xài tới giờ thì nó cũng thành đồ cổ anh chị. Ốc Long Hải đây anh chị này. Con đường Bùi Thị Xuân ở đây là phường 2. Vẫn chưa tới phường 3 ha. Không biết phường 3 có quán tạp hóa Thùy Linh hay không. Mời anh chị xem lại cái con đường này. Cuối đường thì chúng ta ra kênh Du Lộc. Cuối đường thì có cái cầu sạn ngày xưa, bây giờ không còn nữa. Vẫn đang phường 2 và về đây nghe cái mùi BU đánh bóng rồi quá trời. Đây là cái quán ốc. Tối ở ngay có cái con đường này mà vô mùa nó en đó, người ta giăng dây đẹp lắm anh chị. Quán ốc này. Giăng đèn chứ anh chị. Giăng đèn. Đèn nhấp nháy đó, đèn led rồi đó anh chị, đẹp lắm. Bùi Thị Xuân, khu xóm đồ cũ, đồ gỗ này, người ta đang chuẩn bị sửa sang và đánh bóng lại. Các cái tủ cũ ngày xưa, cái tủ mà thời mà ông nội, ông cố của mình á, của em á. Đó, đồ này, giường, tủ. Đây, đây là phố quán ốc á. Giờ bắt đầu người ta dọn bàn ra. Đó, có những cái tủ đẹp không? Ồ, những nhà ở đây người ta bán chất bột nha, toàn là đồ gỗ không. Biết đâu lại kiếm được những món đồ nó giá trị anh chị. Con đường này là con đường Phạm Văn Hai. Nó là Thoại Ngọc Hầu năm xưa. Đó, vui chuối chiên. Bên phải thì anh chị đi về chợ Phạm Văn Hai ha. Còn bên trái anh chị đi ra đường Lê Văn Sĩ. Và đi ra Hoàng Văn Thụ luôn. Anh chị có thể thấy con đường Phạm Văn Hai không lắm nha, nhộn nhịp lắm. Ở đây có quán thịt nướng Đà Lạt bên trái của em đó. Thôi em quẹo về tới phường 3 chưa nhỉ.
có quán thịt nướng Đà Lạt. Và em về Bùi Thị Xuân. Tiếp tục. Đây là phường 1 rồi. Phường 1 quận Tân Bình. Đây là quán gọi vịt. Bên trái của em có quán gọi vịt đông quá trời. 2:17. À, Bùi Thị Xuân phường 3. Rồi rồi, phường 3. Quán tạp hóa Thùy Linh đâu rồi? Em tìm về một tí, không biết là có gặp hay không. Nếu mà có đi lố thì hy vọng là chị cũng nhìn thấy được. Phá lấu bò chị Linh. Bên trái em là chùa chùa Viên Giác thưa anh chị. Chùa Viên Giác. Chú đi bán trái cây này. Có một cái sọt. Để tạp hóa dịch vụ cưới Như Lan. Tạp hóa thì Linh đâu. Vậy là phường 3 bên phải thôi. Tập trung nhìn bên phải. Không biết là cô bác anh chị có thấy những cái hình ảnh này nó thân quen hay không, hay nó thay đổi hết trơn rồi. Em đang chạy với một tốc độ rất là chậm, tốc độ của người đi bộ anh chị. Tiệm tạp hóa Thùy Linh ở đây, nói chung con đường nó cũng khang trang anh chị, tuy nó nhỏ nhưng mà sạch sẽ và không có ổ gà ổ voi nhiều và trơn láng đó. Bát hoa xanh. Đây có người cách ly. Đây là con hẻm 204. Em chạy vào đây một tí thôi rồi quay ra. Ở đây cũng có nhiều con hẻm ghê đó anh chị, không phải ít đâu. Có nhiều con hẻm ghê nhưng mà em chưa đi bao giờ. Em quay ra lại. Xoài non mắm ruốc. Tiệm tạp hóa Thùy Linh. Xích lô đây anh chị nha, xích lô. Rồi em chạy gần hết đường rồi. Gần hết đường ở Bùi Thị Xuân rồi. Ở đây thì bên trái là phường mấy, bên phải là phường mấy. Bên phải vẫn là phường 3. Bên trái vẫn là phường 1. Chưa thấy tiệm tạp hóa Thùy Linh. Quán cà phê sân thượng. Hết đường rồi. Sầu riêng nè anh chị. Ở đây là chúng ta đi ra kênh Nhiêu Lộc. Em vẫn chưa nhìn thấy tiệm tạp hóa Thùy Linh. Thôi thì hy vọng cái trọn vẹn cái con đường Bùi Thị Xuân này thì cô bác anh chị có thể nhìn những cái cảnh vật năm xưa của mình. À, con đường bên này là có cầu số 4 á. Bên này thì khu vực Bích Chất này ngày xưa theo như anh chị chia sẻ hình như là có cái cầu sạn, bây giờ thì không còn. Ở bên trái thì chúng ta chạy về cái khu vực đường Đặng Văn Nữ và ngày xưa là Huỳnh Quang Tiên.
Còn ở đây thì chúng ta không quẹo cầu này được. Cầu này là có nguyên hai cái bản cống rất là to, nhưng mà em thấy là rất là nhiều người quẹo khi vừa rời khỏi Bùi Thị Xuân, quẹo quá trời luôn. Con đường này có tên là Trường Sa thưa anh chị. Trường Sa chạy thẳng xuống hết cái đường này là ngay chỗ đi ra được Lý Thường Kiệt á, Nguyễn Văn Thoại, hướng đi về chợ Tân Bình luôn. Chú đạp xích lô. Một cái buổi chiều trời âm u tối tối như vậy, em cũng chạy vòng vòng ở sân bay đi về Bùi Thị Xuân như một cái dịp ôn lại cái cảnh vật xưa. Cô bác anh chị, một phần nào đó chúng ta có thể nhìn thấy những cái kỷ niệm của mình. Và chắc là em cũng xin được kết thúc các clip ở cái vị trí này. Chúc cô bác anh chị và các bạn một lần nữa luôn bình an và thật nhiều sức khỏe. Chúng ta chỉ còn có một tháng nữa là chúng ta tới Noel thôi. Và hy vọng tình hình dịch bệnh không có bùng phát cái đợt thứ năm nữa thưa anh chị. Rất là mệt mỏi rồi. Rồi, em xin tạm dừng clip ở đây. Bên phải là nhà thờ Tân Chí Linh. Bên trong người ta cũng đang làm hang đá sơ sơ nhưng mà cũng chưa có gì. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye.